quen trước. Trước à? Sao lưng ta đang làm dở? Đang đấy, làm tòa thánh Tây Ninh nhá. Nó rộng lắm. Nó quay cho mọi người chiêm ngưỡng nên tôi đi thẳng ô tô vào đây. Thằng con trai chở đi đây. Đây, tài xế riêng của tôi đây. Tài xế riêng, chào mọi người đi con. Hey nhô, tài xế riêng là chở mẹ đi đây. Con trai tôi đấy. Tôi bỏ rơi bây giờ vào tôi nhận đây. Ngày xưa tôi chở mấy ông Ma Cao Trung Quốc, tôi vào tôi đẻ ở đây này. Để nó rộng khủng khiếp lắm. Khỉ à, khỉ trong này nó tự sống trong này. Khỉ đó. Khỉ đấy. Ừ, đây này. Trong rừng này toàn khỉ là khỉ đấy. Nhưng sao không lao ra ngoài à? Bên cạnh không, bên ngoài của chùa Tây Ninh này. Ở trong mẹ ăn thì ăn tinh hả? Đông lắm. Dạ. Khỉ đông lắm. Đây là giảng đường Tây Ninh. Tòa thánh Tây Ninh. Ở đây Trung Thu nghẹt người luôn. Trung Thu nghẹt người đông người. Đây. Đấy, quay rộng nha. Đấy, quay đi. Tí là đi mấy đường ngách, đây là đường thẳng đâm xuyên qua thôi. Chứ chính ra cái nhà thờ lớn nhà mới. Bên này chú ơi, bên này đẹp mà. Bên này đang đây em. Bên đây chú ơi. Hội pháp đường nữa này. Đây là nhà nhỏ. Chứ chính nhà thờ lớn nhà mới. Mở xe này đi vào vòng thì phải mất nửa tiếng. Thấy tòa thành Tây Ninh. Giọt rất là rộng nha. Tân động mênh mông. Đây là bờ bên phải như đây, quay trình tiếp điểm. Đây, trong tòa thánh luôn. Đây là đường nhỏ đây. Đây, vào đường nhỏ tiếp tục. Vào đường nhỏ à? Đại lộ. Không, nó trong quân nguyên rồi. Phạm Hộ Pháp. Ngoài Linh Tiền. Đi vào đây mà đi vào tòa thánh Tây Ninh thì đi bộ thì không đi được. Nhiều lắm, bao nhiêu cửa, nhiều lắm. Xe máy ô tô đi vào thôi. Đại lộ cao tượng xanh. Đây, đây là cổng này, bao nhiêu cổng đây này. Cổng số 8, đây là cổng số 8. Đấy, cổng 1, ồ đây, rắn này, này. Đấy. Đi xe máy thoải mái, nhiều cổng lắm, mấy chục cổng kìa. Đi ngày lễ này đông lắm nhỉ. Đi vòng vòng vô vô hết. Trung Thu là đại lễ, con nó lớn lắm. Đi vào thánh Tây Ninh mà nó nghịt hết không chỗ mà đi. Ngày xưa thằng vẽ tranh cho nhờ chị là nó ở trong cái tòa thánh, nó học trong từ trong đấy ra này. Đúng rồi. Vẽ tranh 3D, ở đấy. Ở trong này nhiều lắm. Nó ở trong này. Nó làm cho cái tường đấy. Ở trong này toàn nuôi kẻ cô nhi nhiều, mấy cả những người mà kiểu như không có điều kiện họ gửi vào đây nhiều. Rất là nhiều. Học đúng các điều có nghề. Đức Tiến nhá, chào chị Âm Khánh Chi nhá. Em Kim của chị nhá. Đang đi quay ở các cổng của tòa thánh Tây Ninh, rộng mênh mông luôn. Đây. Bên này. Đây tòa tháp đẹp quá đây này, tòa tháp đây. Đạo đấy nhỉ. Đây, tòa tháp rất đẹp, rộng lắm. Cha, người dân, người tu ở đây. Hai bên toàn hoa đại, đủ các loại hoa đại trắng. Chào em nhá, chị bốn chị chào em. Đấy một con hoa đại đẹp lắm Kim ạ. À. Nhiều lắm. Đây. Đây cổng số 10, đi từ nãy mà có hai cổng. Số 8, số 10. Bắt đầu vào 11. Nhiều lắm, đi về 3 nửa tiếng chưa hết đâu. Đây là Cửu Trùng Đài, tòa nội chánh Cửu Trùng Đài. Con mẹ ảnh thích lắm nhỉ. Sơn ảnh vào xem nhá. Sơn ảnh vào xem ạ. Ờ thôi. Chào nhá. Mình kết thúc nhá. Còn nhiều lắm. À đây vẫn còn nữa. Thôi đi tiếp. Mình định kết thúc nhưng mà thôi lại đi tiếp. Cho mọi người ngắm cảnh vào đây. Ai mà muốn vào đây đi thích lắm, đẹp lắm. Xong đó vào trong Đây trồng toàn cây cổ thụ. Trồng toàn cây cổ thụ to cực kỳ luôn.
Nhân Tiến lấy xe xong rồi. Đấy. Công viên Thống Nhất chưa ăn thua ở đây. Dạ? Rộng lắm ý. Sao bác? Làm xe cũng được. Đấy, xe hết cổng. Nhiều cổng lắm. Đây là cổng số 12 này. Hãy từ nãy mới cổng số 12. Còn nhiều lắm. Ôi, cái cổng này đẹp chưa? Mau qua bên này đi. Đây, đây đang quay mà, chị đang quay mà. Úi dồi ôi, đẹp thế. Đẹp quá, đây. Úi đẹp quá nhỉ. Cổ chính đạo. Cổ chính này ít khi mở lắm, xoay bên này. Nó quay bên này nó rộng. Đấy, đẹp không? Đẹp lắm. Những cái cửa chính này là đến ngày ấy cơ. Đúng rồi, ngày trọng đại nó mở. Đây cửa chính vào ngày lễ to, nó mở. Tất cả có mấy chục cửa cơ mà. Nó mút rừng luôn. Khỉ, khỉ, khỉ. Đấy, khỉ bay ở ngoài. Khỉ rất nhiều. Ở trong này thì khỉ rất nhiều. Ngoài đường ra nhiều lắm. Người ta chung là cho nó quả xoài đấy. Nó chạy ra là lấy đấy. Nó đói mà. Cả mấy chục cửa mà chúng mới đi được 4 cửa đấy. Từ nay mới được cửa số 8 này. 11 này. Mà bảo bây giờ nhưng mà nó đẻ rồi. 10 này. 12 này, 4 cửa. Hôm bữa nó tấn công người. Tấn công khách á. Nhiều lắm, đi vòng vo nhiều lắm. Đây là cổ quan Phước Thiện văn phòng. Mỗi tòa nhà là một khu đặc trưng riêng của một như là một phòng ban ý, như là nói nôm na như một phòng ban ý. Đây là mặt đây. Trường học ở trong này. Anh biết được cái đất này như ông Việt Nam ông cướp của Campuchia. Trong tòa thánh này người ta cũng có nhiều cái từ thiện đúng không? Trường học này, những người cơ nhỡ này, những người vô gia cư cũng nhiều đây, người đó đây người ta cũng nuôi đó. Ủa rồi hoa gì đây, hoa phượng, phượng như phượng Hải Phòng nhiều đấy này, đẹp quá. Trường nhiều, trường nhiều, trường trung học cơ sở đi chẳng là trường của ấy luôn đó. Trường của nhà như là nhà dòng đúng không? Toàn trường Lê Thái Vinh thì trường nọ trường kia trong này luôn, công nhận trong này. Thích thật. Không biết ra được nào luôn. Không biết ra cổng nào bây giờ. Thôi ra cổng nào được, cổng này đi. Không biết. À? Là giờ không biết đường nào để ra. Đây cổng số 4. Lúc nãy vào cổng số mấy? Cổng số 11. Rồi, đi cổng, cổng số 11. Nãy mình vào cổng 11, đây cổng số 4. Trong cổng nào ra cũng được mà. Ừ, nhưng nó gần nhà đúng không? Đây đi như thế mà người Tinh Ninh còn không nhớ cổng ra. Chả biết ra cổng nào. Nãy vào cổng 11 con ạ. Bây giờ cổng số 4. Sao gì vậy? Đây may nhớ cổng nhá. Đây này khỉ, khỉ rất là nhiều này. Khỉ rất nhiều. Đây trên cây kìa. Đấy đang nhảy đấy, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Nhiều lắm. Nó ở trong này không? Đây. Đi đâu hết à? Trong này các thầy cho ăn không? Ở trên cây. Đây là đang xem khỉ thế này. Đây ở đây à? Đâu? Đây là tòa thánh của đạo Cao Đài. Đây là tòa thánh của đạo Cao Đài. Ảnh Nguyễn đâu? Ảnh Nguyễn vào đi này, tòa thánh đạo Cao Đài này. Úi dồi, cái núi kia. Đấy chỗ Bà Đen đấy. À chỗ núi mình lên đấy. Hoa nở đẹp lắm em ạ. Với cả hoa gì nhà hoa đại trắng. Hoa đại trắng. Đây mới cổng số 3. Đấy từ nãy 30 phút mới hết một cổng. Nhưng mà chính ra tất nhà ra cửa. Phải cho ta lên cái ấy. Ôi giời ơi, ông con tôi ở trong đây mà không nhớ cổng nào ra cổng 11. Hôm nãy đi lần đầu tiên là cổng 11. Đối diện đây ra rồi. Ừ. Không biết cổng nào ra, nó nhiều cổng quá. Mấy chục cổng rộng quá. Không thể nhớ đâu. Trường mầm non Dạng Đông đây, trong trường trong đây đủ các loại trường học. Dạy cho con cháu vùng này. À dạy ở đây à? Đấy, có trường học ở trong này này. Của đạo ấy. Của đạo. À, của đạo. Ừ.
cái con cháu của đạo gì. Kể cả không người ta vẫn hào được. Không, người ta... ở đây nó vẫn chuyển cho người ta cho xây dựng trường. Đất của đạo trường đạo cao đài này đại lộ ra bên tiền. Hai bên đường toàn đại trắng mấy cây gì to thế nhỉ? Ủa cái gì đẹp thế nhỉ? Phải bao năm rồi nhỉ? Tân nhỉ? Vâng, cái đạo này ông sáng lập ra đạo này bằng tổ đất hộ. Thế à? Xin cùng này cùng tháng. Kiến thiết tông đạo ở chỗ này cái tông đạo. Đấy, vẫn chưa ai đến ra cổng cổng này cổng 11 lên này này. Không tìm ra cổng nào ra cả. Chưa tìm ra. Đây này lúc về đằng này sang đây này nhỉ? Lúc nó đi thẳng nữa dù đi cứ về thì nhớ đằng này là ừ. Ừ, đúng rồi kia kìa. Đang này. Được chiều cái kia mẹ. Đây đang này rồi lúc rồi. Đại trắng xóa thích không? Thơm lắm ấy. Thơm lắm đi. Thơm lắm đi, bay vào tận ô tô. Em sướng thật thì thế nào. Ủa hôm nay cô cảm ơn mày muốn đời luôn. Thích thật. Tao hết cả hoa em kẹt cười. Thế đó. Cô đi cô bị thở. Mà cô đi lên nơi tức mấy giờ chưa lên cơn phát nào. Này. Nào. Hello. À toàn gì. Hello đi. Hello. Tính nghe. Hello các bạn. Hello các bạn. Kiểu như Quang Linh vlog đâu ạ, thằng kia chào. Em nha, xin chào mọi người. Cuộc vui đến đây đã hết. Mình bắt đầu ra cửa số 5. Có hết dung lửa. Em ơi.